Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá gạo ngày 19 tháng 12 năm 2022, nguồn cung giảm, giá gạo sẽ ở mức cao. Giá gạo hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định so với hôm qua. Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo về ổn định, các kho mua đều, thị trường giao dịch bất trầm lắng trong phiên đầu tuần. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu chững lại và neo cao sau phiên điều chỉnh trái chiều. Cụ thể, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá chào bán gạo xuất khẩu 5% tấm đang ở mức 453 đô trên tấn, mức cao nhất thế giới, trong khi giá gạo 25% tấm vẫn ở mức là 428 đô. Hiện nay, hầu hết các vùng sản xuất phục vụ xuất khẩu đã đưa giống lúa mới, nâng cao quy trình sản xuất, nên sản phẩm gạo của Việt Nam cùng chủng loại với gạo Thái Lan được nhiều thị trường lựa chọn. Minh chứng rõ nhất là không ít các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam đã ký được nhiều đơn hàng xuất khẩu gạo đi châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore với giá cao. Đáng chú ý, gạo Việt Nam ngày càng chiếm thị phần lớn tại nhiều thị trường, trong đó có thị trường khó tính, đòi hỏi tiêu chuẩn cao. Trong 11 tháng qua, xuất khẩu gạo sang Philippines đạt 1,39 tỷ đô, tăng 18% so với cùng kỳ. Tại thị trường EU, đạt trên 17,8 triệu đô, tăng 0,4%. Khối CPTPP đạt 263,3 triệu đô, tăng 19,8%. Giá gạo hôm nay như sau: gạo IR50404 nguyên liệu là 9.300 đến 9.400, thành phẩm là 10.100 đến 10.200. Gạo OM5451 nguyên liệu là 9.350 đến 9.450 đồng, thành phẩm là 10.150 đồng đến 10.250 đồng. Gạo OM18 nguyên liệu là 9.400 đến 9.600, thành phẩm là 10.400 đến 10.550 đồng. Gạo Đài Thơm 8 nguyên liệu là 9.600 đến 9.650 đồng, thành phẩm là 10.500 đến 10.600. Giá phụ phẩm: tấm IR504 9.400, cám khô 8.600. Giá mang tính tham khảo sẽ có sự chênh lệch nhất định tùy theo mỗi khu vực. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video, cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào!